đây mình giới thiệu cây viết này có thể bôi được, giống như là viết chì. Mình sau đây mình test cho mấy bạn xem thôi. À đây đó, mình vẽ bậy ha, để muốn vẽ cái gì vẽ. Lấy cái hộp quẹt hoặc là lấy cái đầu viết á, mình có thể bôi bằng đầu viết, đầu viết đây, không là mình lấy nó học quẹt thì nó nhanh hơn. Mình để ý ha, học quẹt bình thường ha. Đó, mình quẹt cái là nó mất đó. Đây là cái viết thần thánh, ai mà viết giấy nợ rồi này nọ chú ý kỹ.